xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha hôm nay em về ấp Trung xã Long Định huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 2.000 mét vuông Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú mình nắm cụ thể và chi tiết hơn. Hiện em đang đứng ở đoạn đường nhựa Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Anh chị mình ghẹ phải là di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 1km. Con đường này anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 16 chỗ là anh chị mình di chuyển thoải mái luôn nha. Ở đây thì rất là đầy đủ à, tiện ích chợ, trường học, quỹ ban anh chị mình cách khoảng là 500m thôi diện tích mình có bề ngang là 50m và có chiều dài là 40m nha tổng diện tích của mình là 2000m2 đất mình ở đây thuộc đất trồng cây lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị nếu anh chị mình có nhu cầu để lên thổ cư bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú mình lên thổ cư luôn ở đây thì một mét ngang thổ cư anh chị mình có thể lên đó là 650.000 là một mét vuông ở đây thì em thấy có điện nước wifi có đầy đủ và khu dân cư nhà cửa ở rất là đông đúc rất là thích hợp cho anh chị mình buôn bán kinh doanh hoặc làm kho xưởng nha và con đường này anh chị mình cũng liên thông vào đường Nam Kinh Kháng Chiến và anh chị mình quẹo phải là di chuyển về đường à, quyền lộ 33 khoảng là 3 km và cũng à, trên à, con đường quyền lộ 33. Anh chị mình rẽ à, trái là di chuyển vào à, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận khoảng là 5 km. Anh chị mình rẽ à, phải á, là di chuyển ra chợ dòng Dứa Quốc lộ 1A khoảng là 3 km. À, trước thần đất của mình à, cũng có con kinh công cộng khoảng là 5 m nha anh chị con kênh này anh chị mình liên thông ra kênh của Nguyễn Tấn Thành khoảng là 1 km. con kênh này á để anh chị mình lấy nước sử dụng để tưới tiêu nha. Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Anh chị mình ở thành phố Mỹ Tho di chuyển về đây khoảng là 8 km. Anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển về đây á, khoảng là 65 km và anh chị mình tới thửa đất này nha. Trên đất mình thì hiện gia chủ đang trồng mít nha anh chị. Mít này gia chủ mình trồng cũng khoảng là 4 năm rồi. Trái cũng rất là nhiều vì chủ ở rất là xa anh chị. Nên hôm nay gia chủ mình ký gửi bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bán thừa đất này nha đất mình theo cái mặt tiền nhựa anh chị là 50m nha mình có chiều dài vô chỉ có 40m thôi đất mình rất là đẹp luôn anh chị mình có xem sổ thì anh chị mình cứ nhắn tin vào Zalo bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bên em sẽ gửi cho anh chị nha cỏ mọc rất là nhiều luôn anh chị ôm um tùm luôn ha cái này anh chị mình có thể về dọn dẹp lại chút đỉnh là anh chị mình có thể cắt một ngôi nhà vườn Hoặc anh chị mình buôn bán kinh doanh Nhiều mặt hàng khác đều được luôn Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này Anh chị mình liên thông rất là nhiều đường luôn Một là quốc lộ 1A, quyền lộ 33 Và gần di chuyển về ngay chỗ cầu Kinh Sáng của xã Long Định Cũng được luôn nha anh chị À, trên đất mình á, à, gia chủ có gắn hệ thống à, tưới tiêu à, có đầy đủ luôn ở đây thì trên đất á, à, gia chủ mình có cầm à, ganh giới hết rồi anh chị mình à, yên tâm à, về vấn đề ganh giới nha để mà di chuyển tổng quan à, thửa đất cho anh chị mình xem luôn à, đất mình thì rất là sạch sẽ à, không có màu mã nha anh chị à, rất là đẹp rồi vị trí này à, mặt tiền rất là rộng luôn à, ngang của mình À, tới là 50 mét lần mình à, sâu vô à, chỉ có 40 thôi tổng diện tích của mình là 2.000 mét vuông nha à, đất này anh chị mình là có thể về anh chị mình dọn lại ha à, đất này anh chị mình là có thể mua để đầu tư cũng được hoặc anh chị mình mua bán cũng được nha em à, cũng xin cập nhật à, thông tin giá bán chính chủ luôn à, với giá bán là 110 triệu một mét ngang à, Nếu anh chị mình à, có nhà ý, Anh chị à, cứ liên hệ Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Bên em à, sẽ có nhân viên Để à, dẫn cho anh chị và cô chú à, Trực tiếp xem thử đất này Và anh chị mình à, gặp chính chủ Anh chị mình à, trao đổi Về vấn đề là buôn bán luôn Bên em à, cũng có nhận Ký gửi mua bán nhà đất Và thiết kế à, xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị mình á săn lắp mặt bằng và làm nhạc 4 xây hàng gào lên thổ cư Nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú mình đủ điều kiện luôn để mà di chuyển qua bên đây cho anh chị mình xem lại nha đất mình thì rất là sạch sẽ luôn nha anh chị rất là đẹp cái vị trí này thì anh chị mình ô tô á, di chuyển là thoải mái luôn À, mặt nhựa của mình à, khoảng là 5 mét nha. À, mít này thì à, à, khoảng là 7 tính ký một trái thôi. Vì à, chủ ở rất là xa anh chị à, nên à, không chăm sóc nổi nữa. À, hôm nay muốn à, bán cái cái thừa đất vườn tâm huyết của mình. À, giá này thì em thấy à, cũng rất là phù hợp. Anh chị mình à, có thể à, thương lượng ha. À lúc trước thì những con đường này à em có quay anh chị. À, khoảng là 130 triệu một mét à, Vì à, gia chủ á, à, cũng lớn tuổi Nên à, muốn về ở với các con Nên hôm nay à, gia chủ mình à, bán để dưỡng à, già nha Anh chị mình à, có thể mua để à, kinh doanh buôn bán Hoặc làm kho xưởng cũng được Anh chị mình à, có thắc mắc Anh chị mình à, cứ để lại bình luận bên dưới à, Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang à, Sẽ trực tiếp à, trả lời bình luận cho anh chị hoặc anh chị liên hệ số điện thoại của em trên để trên màn hình bên em sẽ trực tiếp trả lời bình luận hoặc là tư vấn cho anh chị nha để mà di chuyển tổng quan thợ đất cho anh chị mình xem luôn để anh chị mình ở xa không có tốn thời gian về đây xem đất ha thì con đường trước đất anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 1 km thôi rất là gần và ở đây thì mình rất là tiện luôn nha anh chị mình cách chợ khoảng vài trăm mét thôi ở ngay chỗ góc ngã tư thường em những quay video á thì em có quay cái chợ đó cho anh chị mình xem đó do tình hình dịch covid 19 nên chỉ thị 16 cũng người dân cũng ít ra đường nên anh chị mình thấy cũng phấn vẻ thôi thì em quay cũng quay cho anh chị mình xem những cái video clip nói chung thì đắt mắt cũng có mà đắt rẻ cũng có thì anh chị mình có thấy phù hợp thì anh chị mình mua nếu anh chị mình không có thấy phù hợp thì anh chị mình có thể tìm một miếng khác cũng được nha anh chị mùa dịch covid này thì anh chị mình cũng ở nhà thì anh chị mình có thể xem và tham khảo từng vị trí đất ở Tiền Giang như là Long Hưng, Long Định, Tân Phước và các vùng lân cạn khác. Anh chị mình có thể tham khảo ha. Đất mình cách ngay chỗ cầu Kinh Sáng Long Định và chợ Long Định khoảng là 2 km nha. À, mít của mình á thì gia chủ trồng cũng khoảng là 5 năm rồi nha anh chị à, mít này lúc trước á em có đi ngang qua em thấy trái rất là nhiều luôn à, vì chủ rất là lớn tuổi rồi à, không có chăm sóc nổi anh chị nên cây cối hôm nay á, cũng rất là cằn cỗi rồi à, đất này em thấy anh chị mình có thể kinh doanh đầu tư à, mua bán hoặc là làm vườn để trồng cây ăn trái em thấy cũng rất là phù hợp ở đây thì anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 1km thôi rất là gần và anh chị mình ở thành phố Mỹ tho di chuyển về đây khoảng là 10km nha anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về tới ngã tư Đồng Tâm anh chị mình quẹo phải về hướng cầu gụ gần tới trạm dừng chân của Long Định anh chị mình là điệu phải vào đây khoảng là 1 km là anh chị mình tới thửa đất này nha. Em cũng xin nhắc lại anh chị nha. Với giá chính chủ đang kêu bán là 110 triệu 1 mét ngang. Giá này là còn thương lượng chính chủ. Nếu anh chị mình có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú mình xem trong mùa dịch này luôn. Anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn anh chị đã xem video.